Khá đang ngồi trên cặp ghế Crypto 3.0 của hãng Hồng Y Limousine. Đây là cặp ghế 3.0 đầu tiên được lắp trên xe Kia Carnival nha anh em. Trước giờ thì bên Khá làm rất nhiều phiên bản 2.0 và 4.0 đó, nhưng đây là ghế đầu tiên cho 3.0. Chủ xe này á, là người mở hàng rất là may mắn nha. Sau khi mà anh chốt cặp ghế 3.0 này là bên Khá lại chốt thêm hai đơn 3.0 nữa nha anh em. Rất là may mắn luôn. Về giao diện bên ngoài á, của cặp ghế 3.0 thì nó thiết kế là cũng gần giống như 2.0, nhưng mà anh em nhìn xem nó ngầu hơn nha, đẹp hơn nhiều. Đây, để khách trượt cái ghế lên chút xíu để cho các anh em dễ nhìn cái bên ngoài của nó nha. Đó, ngay chỗ này thì chúng ta có thể là đổi màu nè. Đó, anh em thấy không, bấm vô cái đổi màu nè. Đó, đổi rất là nhiều màu, nó tới mấy trăm màu luôn đó anh em. Đổi rất là nhiều. Tiếp theo, ngay chỗ này là nó cũng có cục pha lê nha. Bên trong thì nó cũng có logo Hồng Y, để chúng ta nhận biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả nha. Hiện tại thì phiên bản 2.0 ngoài thị trường đã giả rất là nhiều rồi. Đó, anh em lưu ý là khi mình chọn phiên bản 2.0 thì phải nhìn vô cục pha lê này, và nó có logo Hồng Y như thế này. Đây, anh em lại đây. Đó, có logo Hồng Y như thế này nha. Thêm một điểm nữa nè, là bên cái màn hình cảm ứng. Đó, em quay cái màn hình cảm ứng đây. Là trên đây nó có chữ là Hồng Y Auto nha anh em. Và khi mà bấm lên nè, nó có logo của Hồng Y. Hồng Y, đó. Thì như thế này, đó mới chính là hàng thật nha. Tại vì chúng ta nhìn cái giao diện ở bên ngoài không á, thì nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn logo là không thể nào nhầm lẫn được nha anh em. Để cho anh em có thể là phân biệt được đâu là hàng giả, đâu là hàng nhái nha, đâu là hàng thật, để chúng ta bỏ tiền ra cho nó xứng đáng nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là ghế cũng đầy đủ tính năng quạt mát, massage, sưởi ấm, rồi điều chỉnh lên xuống các chân đầy đủ luôn nha. Và nó cũng có chế độ không trọng lực nè. Đó, chế độ không trọng lực là một chế độ là nghỉ ngơi trong khi xe đang di chuyển, thì chúng ta chọn chế độ không trọng lực. Đó, ghế nó sẽ tạo ra một cái tư thế nghỉ ngơi mà thoải mái nhất. Đó, hơi bị đã nha anh em. Đó, kết hợp thêm để khách chọn thêm massage nữa nha. Massage đây, khởi động massage. Đó, hơi bị sướng luôn nha anh em. Cái này là đi được dài là bao phê luôn nha, không cảm thấy mệt mỏi luôn, cứng cực kỳ luôn nha. Nè anh em nhìn xem, khá lắc mà rung cái xe luôn kìa. Đó, nhìn rung cái xe luôn kìa anh em. Đó, là bao lắc luôn nha. Là cực kỳ chắc chắn luôn. Tại vì sao là Khá lại ký hợp đồng độc quyền với cái hãng Hồng Y này? Tại vì anh em nhìn xem là từ cái chi tiết thiết kế của nó là cực kỳ tinh xảo luôn. Thứ hai nữa là tất cả những sản phẩm của Hồng Y đều được chứng nhận an toàn nha anh em. Chứng nhận an toàn 3C có nghĩa là chứng nhận an toàn cho người tiêu dùng. Đó, tất cả sản phẩm luôn. Đó, cho nên là khi mà Khá phát hiện ra cái hãng Hồng Y này là Khá trực tiếp đi qua bên nhà máy và ký độc quyền với nó ngay, mang một loạt sản phẩm xịn sò về cho khách hàng mình sử dụng nha. Rồi tiếp theo nữa, ở phía dưới thì bên Khá có lên cho anh khách một cái bộ sàn gỗ. Đó, anh khách là một người cũng khá lớn tuổi rồi, anh thích cái sự mà chín chắn, cho nên là anh lên cái sàn gỗ cũng như là cái màu nội thất xe. Đó, ngay phía trước này thì bên Khá lên cho anh một cái là tivi 24 inch nha. Tivi 24 inch này thì nó rất là nhỏ gọn, không chón tầm nhìn của chúng ta. Ghế tài phụ thì có ngã ra thoải mái luôn, nó không bị vướng ngay chỗ cái góc này. Đó, đây là cái cặp bàn ăn chỉnh điện nè. Đó, bấm vô cái là nó chạy ra như thế này. Đó, không còn quá xa lạ về cái cặp bàn ăn này nữa rồi nha anh em. Đó, Khác cũng sẽ không nói nhiều về nó. Hạng mục tiếp theo và cũng rất đặc biệt cho xe này, đó chính là băng ba. Nhưng mà như thế này thì làm sao đi ra băng ba được anh em? Đây, xem Khá nha. Đó, bây giờ Khá sẽ chỉnh cho cái ghế nó chạy lên. Ghế thì nó sẽ có hệ trượt xéo, đó, nó trượt xéo qua hai bên như thế này để chúng ta là đi ra phía sau một cách dễ dàng. Đây, bấm đó. Đó, tuy nhiên thì
chúng ta mà bước lên bên đây thì cho ghế nó trượt khoảng 50% là ngưng, còn bên đây thì cứ để cho nó trượt hết hành trình lên phía trên luôn nha. Đó thì ngay chỗ này khi mà trượt hết lên như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng không rất là lớn, nó chúng ta có thể đi ra phía sau một cách dễ dàng. Bây giờ Khá sẽ đi ra phía sau nha. Nó khá chừa ra một khoảng rất là lớn để chúng ta bước ở dưới lên và bước ra sau. Đây nó bước ra sau cực kỳ dễ dàng nha anh em. Đây là băng ba lưng rời phiên bản 2.0 của Hồng Y Limousine, được lắp lên thay thế cho cái băng ba zin của xe nha. Đó, anh em có thể nhìn xem ngay giữa này là nó có một cái hộp tì tai. Đó, chúng ta để tay lên, lúc mà chúng ta đi hai người thì chúng ta bật cái hộp tì tai này xuống như thế này. Đó, đi ba người thì chúng ta bật lên như thế này thì nó sẽ là ba người ngồi. Đó, hai người thì chúng ta để cái này xuống. Được thiết kế rất là sang nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, cái phần này được thiết kế như là của mẹt luôn. Bởi vì sao Khá mong muốn là anh em nên đến showroom bên Khá để trải nghiệm cái sản phẩm này, để chúng ta có thể là nhìn được cái độ hoàn hảo, cái độ chi tiết của nó. Đó, và trải nghiệm tất cả tính năng của nó, trải nghiệm tất cả các mẫu ghế để xem cái mẫu ghế nào mình ngồi lên mình thích nhất, nó phù hợp nhất với mình. Rồi, trên cái nắp con ngựa này thì nó có là màn hình cảm ứng nè, nhấn vô hai cái thì nó có phiên bản tiếng Việt luôn nha. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh nè, tùy chỉnh rời hai ghế này luôn nha, chẳng hạn như là điều chỉnh lưng ghế đi. Đó, đây Khá bấm nâng lên nè, là cái ghế bên đây nó nâng, ghế bên đây yên. Đó, Khá bấm ngã xuống nè, đó là ghế bên đây nó ngã nè. Đó, rồi lưng ghế bên Khá ngồi nha, Khá ngã xí nè. Đó, nâng nè. Rồi tiếp theo nữa là điều chỉnh tiếng lùi, tiếng nè, đó lùi nè. Đó, điều chỉnh quạt gió và sưởi ấm nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là ngay chỗ này nó có một cái hộc để ly nè, nhấn vô cái nó bung ra. Đó, là để nước nồi cà phê, cà pháo, nước suối gì đó để đây, không xài nữa chúng ta nhấn vào. Bên trong này thì nó có một cái hộp chúng ta có thể để đồ và sạc điện thoại ở trong đây luôn. Đó, hơi bị xịn sò nha anh em, hơi bị xịn sò luôn. Ghế tài phụ thì cũng được bên Khá thay đổi theo kiểu dáng limousine. Đây là kiểu may mới luôn nha anh em, theo phiên bản 3.0 luôn. Đó, anh em nhìn xem rất đẹp nha. Và tiếp theo nữa, ngay chỗ hộp trong cái con ngựa này thì bên Khá làm cái tủ lạnh nè. Đó, bên trong đây là có thể để từ 5 đến 7, 8 chai nước luôn nha. Đó, ngay chỗ này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được nhiệt độ ở bên trong cái tủ lạnh này luôn. Đó, rồi tay lái thì bên Khá là bọc da với lại ốp carbon lại. Đó, nhìn bao ngầu bao đẹp luôn nha. Phần táp lô trên, táp lô dưới hay là thân con ngựa là bên Khá cũng đã bọc lại toàn bộ luôn nha. Những cái phần mà bọc da như thế này nè là bên Khá có một đội thợ là hơn 10 năm kinh nghiệm nha anh em, cho nên là anh em có thể hoàn toàn an tâm về cái độ thẩm mỹ của xe nha. Nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào về nâng cấp limousine cho xe thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ với hotline của bên Khá để bên Khá có thể là tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.